Con người năm 22 tuổi mới kết hôn với mối tình đầu. Con người 26 tuổi sau 3 lần thất tình vẫn cố gắng tìm kiếm tình yêu. Con người 35 tuổi mới tìm thấy người mình yêu. Con người 27 tuổi đã ly hôn, sau đấy cố gắng làm việc kiếm tiền. 30 tuổi một lần nữa cưới chồng, sống một cuộc sống rất hạnh phúc. Con người trời sinh thú vị nhưng lại lựa chọn cả đời độc thân. Gặp nhau khi ta vừa tròn đôi mươi, có lẽ tình yêu của bạn và người đó tràn đầy nhiệt huyết, có chút ngọt ngào, mơ mộng, thấm thiết, nhưng vẫn lỏng lẻo, sâu sắc, nhưng vẫn hời hợt, bất diệt, nhưng vẫn chốc lát, thành thật nhưng vẫn giả dối. Chuyện tình yêu có đôi khi người bạn yêu lại không yêu bạn, người yêu bạn lại không có tình cảm với người ấy. Đừng mập mờ, nếu thích hãy theo đuổi, không thích liền từ chối. Đừng nhìn người khác yêu đương rồi kết hôn, làm rối loạn nhịp sống của bạn. Gặp nhau ở tuổi đôi mươi cũng tốt, nhưng nếu vẫn chưa cảm thấy thích hợp thì sau tuổi đôi mươi hãy đón nhận, cũng vẫn có thể trọn vẹn một mối tình đẹp. Hãy luôn tin rằng bạn có đủ thời gian để gặp đúng người. Khi tình yêu trong bạn đủ lớn, bạn sẽ biết cách chấp nhận và tập quen dần với những điều sẽ đến với mình trong tình yêu ấy, ngay cả việc chẳng thể ở bên người đó mỗi ngày. Tôi đã từng nghe một câu nói rằng, có những cảnh đẹp chỉ có thể thích nhưng lại không thể trân trọng. Có những người chỉ thích hợp để gặp gỡ nhưng lại không thích hợp để bên nhau trọn đời. Trong cuộc đời này, nhất định sẽ có một người dù bạn yêu nhưng lại không thể có được. Cho dù anh ấy không thể cùng bạn đi đến cuối cùng nhưng lại trở thành người cả đời bạn không thể quên. Có lẽ vào một ngày nào đó, bình thường như bao ngày, bạn sẽ nhớ đến những ký ức vui vẻ mà anh ấy đã từng đem đến, những câu chuyện mà bạn và anh ấy đã từng cùng nhau trải qua, những năm tháng hai bạn từng bên nhau. Và có lẽ trong một câu nói vô tình của ai đó, bạn sẽ lại nhớ về anh ấy. Rõ ràng không thể bên cạnh nhau nhưng lại vô cùng ấm áp. Rõ ràng không thể bên nhau trọn đời nhưng để lại nhiều hoài niệm nhất. Trong tình yêu, dù tình cảm có tiếp tục bị chà đạp, bản thân có hồn bay phách lạc đến đâu thì bạn vẫn cảm thấy không sao cả. Nếu bạn tình nguyện thì xin cứ tiếp tục. Chỉ là nếu bạn đã quá đau khổ, không thể kiên trì được nữa thì hãy để nó qua đi. Tuy rằng việc từ bỏ có lẽ rất khó, nhưng xin hãy đối xử tốt với mình trước đã. Dù sao tất cả những gì bạn trải qua hơn 20 năm nay không phải là để gặp được một người khiến bạn chà đạp chính mình, phải không? Có người nói rằng người bên cạnh bạn chưa chắc đang ở bên bạn, vì có lẽ trái tim anh ấy đã đi xa rồi. Người không ở bên cạnh bạn cũng chưa chắc không bên bạn, vì có lẽ trái tim anh ấy đã ở bên cạnh bạn rồi. Có một người đi vào tim, cả một đời đều nhung nhớ. Có một loại tình yêu không bên cạnh nhưng ở trong lòng, lúc nhớ về sẽ luôn là những giọt nước mắt. Có một loại tình yêu không bên cạnh nhưng ở trong lòng, dù gặp hay không vẫn luôn hoài niệm. Người mà trong tim có bạn sẽ cho bạn biết thế nào là tình yêu sâu đậm. Người trong tim không có bạn sẽ cho bạn biết thế nào là tùy ý. Người thật lòng yêu bạn, cho dù song phương cách biệt, vẫn sẽ luôn để dành một góc nhỏ ấm áp trong tim cho bạn, giống như mối tình chị em của chị đồng nghiệp ở công ty tôi vậy. Chị nhận được bánh chưa? Vừa mới lấy xong đây, cảm ơn cục cưng nhé. Phải nói là ngày nào văn phòng nhỏ của chúng tôi cũng ngập tràn cơm chó của chị và bé người yêu mới tròn 20, kém chị tận 10 tuổi. Thế nhưng lần này lại là chính ngay trong nhà chị, khi cả phòng chúng tôi kéo nhau đến nhà chị tụ tập ăn chơi cuối tuần. Đối diện với giọng nam trầm ấm áp bên đầu dây điện thoại, nhìn mặt chị là tôi biết trái tim chị như đang chìm đắm trong hũ mật. Tại sao bé người yêu lại dễ thương đến đáng ghét như vậy? Thật muốn bắt về nhà nuôi luôn. Nhìn chị mang tâm trạng háo hức, nhảy chân sáo vào nhà bốc thêm bánh, vô tình tôi bắt gặp vẻ mặt không mấy vui vẻ của phụ huynh. Có chuyện gì à? Dạo này chị cũng ngoan ngoãn lắm, có gây chuyện gì đâu? Chị ghé sát tai tôi dò hỏi. Sau mấy giây tự rà soát lại hành vi của bản thân, chị háo hức cắn một miếng bánh kem thật lớn, trong lòng tự an ủi. Mặc kệ đi, bây giờ còn gì hạnh phúc hơn chuyện này chứ? Vừa được ăn ngon, vừa được tận hưởng sự quan tâm của người yêu. Tuy nhiên niềm vui thường ngắn ngủi. Người phụ nữ quyền lực nhất nhà chị bước vào cùng với vẻ mặt không thể hình sự hơn. Mày thấy chuyện tình cảm của con nên xem lại. Dạ, chuyện gì nữa vậy trời? Sau mấy giây thất thần rồi miễn cưỡng nuốt hết miếng bánh kem trong miệng, chị khó hiểu nhìn mẹ.
Sao thế ạ? À? Vô cớ bị tạt một chậu nước lạnh, tâm trạng chị chùng xuống, đến cả phần bánh kem còn lại cũng chẳng thấy ngon miệng. Từ trước đến nay, chị luôn bảo hai vị phụ huynh đều không bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của chị. Nhưng này lại như vậy, hóa ra là chị tưởng bở. Hai hàng chân mày nhíu lại, bà nhìn chị đăm đăm, giọng nói cũng có phần mềm mỏng hơn. Từ trước đến nay, con yêu ai, quen ai mẹ không cấm cản. Nhưng năm nay con đã sắp 30 rồi, phải suy nghĩ chín chắn hơn. Dừng một chút, mẹ nói tiếp. Chưa bàn đến chuyện cưới xin, chứ nói về sự chênh lệch. Trong khi mày còn long bong trong sự nghiệp, thì nó chỉ mới là thằng sinh viên năm nhất, rảnh rỗi phơi phới. Liệu nó có thông cảm cho mày không? Hay dăm đôi ba bữa cãi nhau vài bận? Chị lập tức lên tiếng phần mình. Bọn con không như mẹ nói. Trộm vía là bên nhau được một năm, chúng tôi chưa bao giờ nghe chị với người yêu to tiếng với nhau bao giờ. Cũng không thấy chị buồn hay tâm sự về việc bất hòa với người yêu. Bé người yêu vừa ga lăng vừa tâm lý, cũng rất biết chiều chuộng chị. Nhưng người phụ nữ đối diện lại không cho là đúng. Bà lắc đầu chán nản nhìn chị. Bây giờ thì vậy, nhưng chắc gì ngày mai nó không thay đổi. Mày không thấy cái Thúy con bà ba đó à? Cũng yêu nhau mấy năm rồi cưới đấy. Rồi sau đó thì sao? Cũng kéo nhau ra tòa ly hôn đó thôi. Con nhìn cái Thúy xem, sau khi đẻ xong hai đứa thì cơ thể xuống cấp tàn tạ thế nào. Bây giờ ra đường ai cũng tưởng chúng nó là chị em. Có cái gương sáng trước mặt như thế mà mày không biết rút kinh nghiệm hả con? Cô Hồng chị nghẹn đắng đến không thốt nên lời. Đứng trước những lập luận và ví dụ của mẹ, chị không biết phải phân trần và bảo vệ người yêu như thế nào. Mẹ ơi, thật sự là bọn con chưa có nghĩ xa đến vậy đâu. Nghe chị nói thế, mẹ chị liền lắc đầu phản đối. Vì các con chưa nghĩ đến nên người làm cha làm mẹ này phải nghĩ thay. Khi yêu thì chúng mày chỉ chăm chăm phô bày mặt tốt của bản thân, nên nhìn đâu cũng toàn màu hồng. Còn khi đã cưới về thì mọi tật xấu đều lòi ra, lúc đó hối hận còn không kịp. Con ngẫm lại xem, phụ nữ chúng ta phải sinh con đẻ cái, chăm sóc gia đình, đến tuổi 40 thì nhu cầu sinh lý cũng đã thay đổi. Còn đàn ông thì sao? 50-60 tuổi họ vẫn còn hừng hực sức sống. Huống chi là khi chồng mày nhỏ tuổi hơn. Lỡ khi đó mày già nua xuống sắc, còn bên ngoài thì cám dỗ đầy đường. Liệu mày có thể giữ được gia đình cho con của mày không? Chị ngẹn lời, trong lòng chị cảm thấy chua xót. Mẹ thở dài nói tiếp. Đời nhiều cái tréo ngoe lắm con ạ. Khi lấy một người kém hơn tuổi, con phải vừa làm mẹ, vừa làm vợ, vừa làm chị cho chồng con. Đến khi đó có bao nhiêu cái áp lực ập đến, liệu con có thể gánh vác hết được không? Tôi một hồi được nghe cái bài giáo huấn của mẹ với chị mà lòng cũng phải thở dài suy nghĩ. Tối hôm ấy chị rủ tôi ở lại ngủ cùng chị cho có người tâm sự. Tôi thấy chị cứ trằn trọc đến không thể ngủ nổi. Chị bảo nhớ lại từng câu từng chữ mẹ đã nói, chứ rất muốn thanh minh cho người mình yêu. Nhưng suy đi, nghĩ lại thì những lời mẹ chị nói có chỗ nào là sai, có chỗ nào là không đúng. Nhưng bây giờ bảo chị phải chia tay người yêu và từ bỏ mối tình này thì thật sự chị không muốn. Vậy làm sao để cho mẹ yên lòng? Suy nghĩ cả một đêm, chị thấy toàn bế tắc. Sáng hôm sau, tôi thấy anh chàng người yêu mà chị hay gọi là bé cưng như thường lệ đến đón chị đi làm. Nó là mới 20 tuổi, chứ tôi nhìn thì thấy cậu ấy cũng lịch lãm, ra dáng đàn ông trưởng thành lắm. Có khi lại còn chững chạc hơn bà chị sắp 30 mà cứ như con nít kia của tôi ấy chứ. Ngồi phía sau, áp mặt vào lưng bạn trai, chị nhẹ giọng tường thuật lại mọi chuyện. Dù những lời mẹ nói không dễ nghe, nhưng nó là sự thật. Đời người con gái có bao nhiêu cái thanh xuân, có mấy lần bắt đầu lại, chị không dám đánh cược. Mẹ nói vậy cũng có cái lý của mẹ. Đang những ngón tay vào tay chị, ba người yêu bình tĩnh an ủi. Bởi vì hiện tại anh cũng chưa có gì để thuyết phục mẹ em chấp nhận anh. Nhưng không sao, anh sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh cho mẹ thấy. Vậy nếu mẹ em vẫn không chấp nhận thì sao? Đối diện với câu hỏi này của chị, anh chỉ cười nhẹ, giọng nói mang theo sự bất lực đến thản nhiên. Vậy thì anh chịu rồi, biết làm sao được nữa. Chị ôm chặt thắt lưng người trước mặt, trong lòng ê ẩm. Bạn đi mấy ngày, chuyện đó cứ như tảng đá đè nặng lấy lòng chị. Nếu đã định sẵn là đến cuối cùng vẫn không thể ở bên cạnh, thì tại sao ông trời lại cho chúng tôi được gặp nhau? Vậy nếu mẹ em vẫn không chấp nhận thì sao? Đối diện với câu hỏi này của chị, anh chỉ cười nhẹ, giọng nói mang theo sự bất lực đến thản nhiên. Vậy thì anh chịu rồi, biết làm sao được nữa. Chị ôm chặt thắt lưng người trước mặt, trong lòng ê ẩm.
Bạn đi mấy ngày, chuyện đó cứ như tảng đá đè nặng lấy lòng chị. Nếu đã định sẵn là đến cuối cùng vẫn không thể ở bên cạnh, thì tại sao ông trời lại cho chúng tôi được gặp nhau? Đến chuyện này tâm sự với con tôi chỉ ung dung bảo: chị đã từng nghe câu triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên chưa? Dừng một chút tôi nói tiếp: không ai muốn con mình khổ, nên mẹ chị lo lắng là điều tất nhiên. Nhưng vạn sự tùy duyên, cuộc đời chị là của chị, không ai sống hộ được, nên hãy tự biết cân nhắc và chịu trách nhiệm. Những lời này tôi cũng học trên mạng thôi, nhưng từ khi biết chị và câu chuyện tình của chị thì tôi thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Những lời nói của tôi như đã chạm vào khúc mắc trong lòng, đồng thời cũng giúp chị tìm được câu trả lời của bản thân. Nếu không có duyên thì không thể gặp gỡ, nếu không có nợ thì không thể kết đôi. Bản thân chị nhận thấy hiện tại mình vẫn chưa đủ khả năng để làm một người vợ, một người mẹ, nên chuyện cưới hỏi tạm thời sẽ không bàn đến. Và mỗi người xuất hiện trong đời đều là để dạy cho chúng ta một bài học, nên thay vì lo lắng được mất, hãy vui vẻ và tận hưởng nó. Tình yêu nên khiến bạn trở nên dịu dàng và dũng cảm, chứ không phải để bạn thường xuyên cảm thấy tủi thân hoặc thỏa hiệp. Để nói rằng bạn yêu ai đó không phải việc dễ dàng, và để nói rằng bạn không còn yêu người đó nữa còn khó khăn hơn rất nhiều. Trong lòng bạn sẽ có cảm giác áy náy khi thú nhận với người từng đồng cam cộng khổ rằng tình yêu của hai người có lẽ đã nằm lại trong ngăn tủ quá khứ. Nhưng chắc hẳn không ai muốn tồn tại trong một cuộc hôn nhân có quá nhiều bí mật, cảm xúc bị giấu kín, suy nghĩ bị vùi sâu. Một mối quan hệ như thế bóp nghẹt chúng ta từng chút một. Về phần tôi chỉ mong sau này nếu bén duyên với anh chàng nào đó, tôi mong anh ghi nhớ nếu có một ngày anh không còn yêu tôi, thì hãy thành thật với tôi rằng tình yêu trong anh đã cạn. Nếu chẳng may điều đó xảy đến thật, chúng ta sẽ dành cho nhau điều chân thật cuối cùng nghe anh. Bạn không thể cho rằng họ không hiểu bạn là thiếu sót nhỏ. Lòng thương hại mà bạn cũng chấp nhận đó là không tôn trọng chính mình. Hãy hiểu rằng khi người ta yêu, người ta sẽ mang điều tốt đẹp nhất của chính mình cho đối phương. Đó là thời gian của người bận rộn, sự quan tâm của kẻ vô tâm, tiền của người còn đang cố gắng vì cuộc sống. Người ta có rất nhiều tiền và rất hào phóng với bạn, thì đây cũng không phải là tình yêu. Bạn nhận hoa của một người thích trao hoa cho trăm người khác, đây cũng không phải là tình yêu. Hãy phân biệt và đặt đúng người, đúng vị trí. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, đừng bừa bãi trao cho một người không hiểu được sự đắt giá của vị trí này. Giống như một ngôi nhà, trái tim bạn cần phải khép lại khi cần thiết, chỉnh trang và ấm áp, tự khắc sẽ có người mong muốn được sống trong ngôi nhà ấy. Giống như một câu nói rằng, trăng dù có cao đến đâu cũng không cao hơn trời, dù anh có đi bao xa cũng không ra khỏi nỗi nhớ của em. Người có thể khiến bạn rung động, dù có gặp lại 100 lần thì vẫn sẽ luôn là rung động. Người đã từng khiến bạn yêu, cho dù thế nào đi nữa thì vẫn sẽ yêu. Mọi cuộc gặp gỡ đều là cảnh đẹp, chỉ cần bạn an yên, trời sẽ tự khắc xanh. Tôi biết có một người con gái vì bỏ lỡ người đàn ông mình yêu nhất đời tuổi đôi mươi mà trở nên khó tính. Để giờ khi đã 30 tuổi, nàng giải thích cho sự ở giá của mình bằng một câu xanh trờn: vì đi đến đâu cũng chẳng thấy ai bằng anh. Nhưng tôi lại biết có một người con gái khác, sau khi rời bỏ mối tình mà nàng rất yêu, nàng hạnh phúc bên một người đàn ông mới và quên bẵng đi quá khứ của 2 năm trước. Mặc dù nàng cũng rất kén chọn đó, nhưng khi gặp được đúng người rồi, mọi ký ức và nỗi buồn đều quy về số không, như chưa từng tồn tại. Đời này nếu ta hy vọng vào tình yêu, cuộc sống sẽ gửi đến những mối tình, những người đi ngang qua đời để thử thách niềm tin của chúng ta đáng giá bao nhiêu. Đời này nếu ta hy vọng vào sự nghiệp, cuộc sống sẽ gửi đến những thử thách để ta phán đoán, giải quyết và bước ra khỏi vùng an toàn. Đời này nếu ta hy vọng vào hạnh phúc, cuộc sống sẽ gửi đến những hiểm nguy, vấp ngã để ta biết cái giá phải trả cho sự bình yên và khoảnh khắc ý nghĩa đích thực. Suy cho cùng, trời cao thường không gửi đến những gì chúng ta muốn, nhưng lại mang đến những thứ chúng ta cần. Hãy cứ đón nhận mọi thứ xảy ra một cách khoan dung và bình tĩnh. Bạn sẽ thấy vạn vật đều nằm trong lòng bàn tay mình. Vì cảm xúc là cơn sóng, nhưng bình yên là biển khơi. Đột nhiên tôi chợt nhận ra mình đang sống trong một thời đại buồn. Đó là nơi mà người ta lựa chọn những tình yêu không chắc chắn, chẳng hứa hẹn, và họ sẵn sàng rời đi trong im lặng.
Đó là thành phố mà mỗi người đều trông mong điều gì đó đậm sâu, nhưng chưa từng thử mở lòng trao đi điều chân thật. Đó cũng là thời đại của những cuộc tình chóng vánh, ngắn ngủi rồi lụi tàn. Thật tệ rằng trong số những người đó có cả tôi và cậu nữa. Em giống như một chính quyền bảo thủ, còn anh như một gã thừa sống, quăng cả sinh mệnh mình vào đấy để được chồm qua bên kia, bến bờ mà mình tin là hạnh phúc. Chúng ta không hề chiến tranh, nhưng ai cũng rất lạnh. Chúng ta như hai đường thẳng song song, cùng phương nhưng ngược hướng. Điểm chung duy nhất chắc phải tính từ hôm xưa. Nếu ba ngày không thể quên thì ba tuần, ba tháng, thậm chí có thể nhiều hơn là ba năm. Thời gian sẽ giúp em phải không? Nếu đủ lâu thì người luôn muốn gặp thì cũng không còn mong mỏi hội ngộ nữa. Gồm đủ thất vọng mệt mỏi, mọi điều dù tha thiết đến mấy cũng không còn ý nghĩa. Dạo gần đây, tai tôi cứ hay đón lấy một câu hát. Nhìn trời thổ lộ đáy lòng, hỏi con muốn yêu tiếp, người ấy còn muốn yêu không? Có lẽ tới cuối cùng cũng chỉ mong yêu được một người, có một tình yêu thật bình thường. Khi mệt mỏi quá cũng chỉ mong có một người để thủ thỉ, cùng nhau xoa dịu, cùng nhau vượt qua sóng gió cuộc đời. Tôi qua vừa nói chuyện với một người bạn, cậu ấy nói, tôi sắp kết hôn rồi. Cậu ấy và bạn gái yêu xa đã rất nhiều năm. Tôi cười bảo, kết hôn sớm vậy, sao không chơi thêm vài năm nữa đã? Cậu ấy trả lời, nếu gặp được người hợp và yêu mình thì đừng có đợi chờ làm gì. Không phải là tình cảm không qua được thử thách, mà là tôi không muốn bỏ lỡ cô ấy. Tôi thật sự muốn được sống cùng với cô ấy. Còn nhớ hồi năm nhất đại học, cậu ta lôi điện thoại ra chỉ vào tấm hình nền và tự hào nói, đây là vợ sắp cưới của tôi đấy, tụi tôi tốt nghiệp xong sẽ làm đám cưới ngay. Trong hình là một cô gái đeo kính trông rất bình thường thôi, mà cả đám bọn tôi thì không ai tin rằng tình yêu của cậu ta sẽ đơm hoa kết trái. Không hiểu vì sao tôi luôn cảm thấy kết hôn là một điều hết sức xa vời với bản thân. Tôi nghĩ mình hãy cứ yêu thêm một vài người nữa khi vẫn còn đang trẻ, cứ trải qua thêm vài cuộc tình nữa trước khi sẵn sàng dắt tay một người để đi đến hôn nhân. Về sau tôi dần dần phát hiện ra nhiều người xung quanh tôi là không nghĩ như vậy. Nếu bạn thực sự yêu và gặp được đúng người thì ý nghĩ kết hôn sẽ trở thành một vầng sáng không ngừng lóe lên mỗi ngày, tự như thói quen hít thở và ăn uống vậy. Có lẽ khi mỗi một cô gái muốn kết hôn thì lý do không phải vì vật chất hay gì khác, mà chỉ vì chàng trai ấy luôn đối xử tốt với mình và sự tốt của anh ấy chưa bao giờ ngừng lại. Thế nên tôi mong rằng bạn cũng có thể gặp được người khiến bản thân mình thật sự muốn kết hôn mà không cần phải đắn đo. Hai người có thể dạo chơi trong công viên bằng xe đạp vào mỗi buổi chiều xuân, có thể cùng dắt tay nhau đi bộ và mua dưa hấu về nhà trong buổi đêm hè. Có thể cùng nhau nấu một nồi súp lớn trong tiết mùa thu, có thể cùng nhau đắp chung một chiếc chăn bông và xem một bộ phim cũ trong cái lạnh của mùa đông. Mình độc thân, không yêu đương, hẹn hò, cũng không thầm thích ai và mình thấy ổn với điều đó. Mình cũng từng suy nghĩ nhiều về việc mình đang tìm kiếm điều gì đó. Có cần lời cam kết nào không, muốn ở bên người như thế nào trong suốt quãng đời còn lại hay có tiêu chuẩn gì? Nhưng giờ thì không nghĩ nữa, cũng chẳng muốn đi tìm ai, chỉ muốn có thể tự chăm sóc mình. Một người bạn của mình độc thân 4 năm rồi, cô ấy luôn cởi mở với bạn bè, lúc nào cũng nở một nụ cười rạng rỡ ở trên môi. Ai gặp qua cũng phải khen cô ấy sở lợi, dễ tính và dễ chơi. Vậy mà bao nhiêu người theo đuổi, cô ấy vẫn chưa chịu một ai. Có lần tụi mình cáu lên, anh này mày chê ở điểm gì, người ta gạt chống chân chủ động lên kèo hẹn, đưa mày về tận nhà, gặp ba má mày cũng chào lễ phép. Nhưng anh ấy hẹn đi chơi 3 hôm liên tiếp, hôm nào cũng đến nhà đón, không cho tao cơ hội từ chối, tao còn rất nhiều việc phải làm. Thế rồi cậu bạn 10 điểm ấy chẳng thể kiên trì được quá 1 tháng, mối tình chưa kịp nở đã bị bạn mình dội cho tả tơi. Một lần khác cô được bạn làm mai cho một anh chuẩn khu, nhà gần và làm kỹ thuật như ý muốn. Vậy mà bắt đi 1 tuần, mình hỏi thăm mối tình ấy tiến triển ra sao rồi, bạn mình lại bình thản trả lời, chẳng đến đâu cả. Thế là chê người ta cái gì? Không phải chê, chỉ là cậu ấy vội quá, nhắn tin được 5 hôm đòi tìm hiểu, 2 hôm sau đường đột mang bánh sang nhà mà chẳng nói gì trước. Người ta thương mới vội thế. Tao có thừa thời gian, những người đến nhanh và vội vàng như thế giống như mì ăn liền vậy, họ chóng có tình cảm rồi sẽ thôi. Bao người như thế rồi, chẳng ai đủ tạo sự tin tưởng cả. Mặc dù trách cô ấy khó tính, nhưng mình cũng đồng tình với sự kén chọn ấy.
Mình không thích quen ai đó chỉ qua vài ba câu tán tỉnh trên các app hẹn hò. Kiểu tán vội, được thì quen, không thì tìm mối khác, yêu đãi lấy một người cho bằng bạn bằng bè, để rồi chưa kịp hiểu, thấu cảm cho nhau, có chuyện gì xảy ra liền cãi nhau, tàn vỡ. Câu chia tay lúc nào cũng trực sẵn ở đầu môi. Cứ chậm một chút, thích sẽ chóng qua thôi, yêu thì động lại lâu hơn một chút, cho mình và cho cả đối phương thời gian để ngẫm thêm, thấm thêm một chút. Lời nói yêu đến muộn hơn một chút có sao đâu. Người hướng lòng về mình, dẫu xa bao nhiêu, lâu thế nào vẫn kiên nhẫn được. Cậu có tin được không, người cậu yêu bây giờ có khi sẽ sống cùng một đời. Vậy thì đợi thêm một ngày, kiên nhẫn thêm một ngày nữa, có là vấn đề lớn đâu nhỉ? Bởi một ngày so với một đời ngắn lắm. Độc thân cũng ổn, tự do, tự chủ, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, không phải đau đầu chuyện tình cảm. Nhưng đương nhiên cũng cô đơn và có những thiệt thòi rồi. Lựa chọn nào cũng có cái giá đi kèm cả, chỉ là so với cái giá của việc chọn sai người, đánh mất mình và cảm thấy cô đơn bên người khác, mình sẵn lòng trả cái giá của việc độc thân hơn. Mình vẫn ngưỡng mộ những cặp đôi có nền tảng vững chắc là tình yêu, sự tin tưởng, lòng trung thành và sự thấu hiểu. Thấy vui mừng khi mọi người xung quanh tìm được tình yêu, cùng nhau lên kế hoạch kết hôn, lập kế hoạch xây dựng gia đình tương lai của họ. Ngưỡng mộ và vui mừng cho họ, nhưng không có nghĩa là cảm thấy muốn được như vậy. Có lẽ là vì vẫn muốn bay nhảy, sợ ràng buộc, hoặc vì những tổn thương trong quá khứ mà hèn nhát, cũng không có đủ tự tin đồng cam cộng khổ cùng một người suốt cả cuộc đời. Dù là bất cứ lý do gì cũng đều có sự chính đáng riêng, sau mỗi quyết định đều có lý do. Độc thân không xấu, nhưng đôi khi đến một độ tuổi nào mà ta vẫn độc thân thì tự nhiên lại bị nhìn nhận khác đi. Khi tôi độc thân quá lâu, bạn bè bên cạnh liền hỏi liệu có phải tầm mắt tôi quá cao hay không. Tôi vội nói, không phải. Qua đi cái tuổi tròn trịa đôi mươi, còn người ta sẽ cẩn trọng và nghiêm túc hơn trong tình yêu cũng như hôn nhân của mình. Trong mắt tôi bây giờ, tất cả những người gọi là thích, bọn họ nhiều nhất chỉ là trên miệng nói quan tâm, rủ tôi ra ngoài chơi. Thế nhưng lúc gặp khó khăn không một ai xuất hiện cả. Nhiều nhất trên miệng nói đau lòng, lúc sinh bệnh an ủi vài câu nhắc nhở nên uống thêm nước, nghỉ ngơi thật nhiều. Kể cả lúc trời đổ mưa to, họ cũng chỉ nhắc đi đường cẩn thận. Các bạn nói tôi tầm mắt cao, tôi chỉ là hiểu rõ một số người không quan tâm tôi nhiều như tôi nghĩ. Hoặc có thể anh ta thích tôi thật đấy, nhưng vì một điểm này cũng không ngăn việc anh ta sẽ thích người khác. Có ai đó bên cạnh thật tuyệt mà độc thân cũng tuyệt không kém. Có thể mình sẽ muốn được yêu đương và ở bên ai đó vào một lúc khác, vào sau này. Có thể vẫn cứ mãi độc thân cho đến khi chuyện đó có thể xảy đến. Cứ chậm rãi thôi, học yêu và lo toan cho chính mình. Rồi hoa sẽ nở, rồi đời sẽ tươi. Chúc những nơi mà người ấy đến không lỡ chuyến tàu, không muộn giờ bay. Chúc thành phố mà người ấy sống bốn mùa nắng gió dịu dịu, không đủ để trở thành sự nóng nảy bức bối khiến người với người cáu bẳng to chuyện. Chúc cho năm tháng tới không có rủi may, mọi thứ đến tay đều là do người ấy chọn lựa. Còn hẹn được, cứ hẹn gặp lại nhau, biết đâu không thành, lại là duyên lành. Thực ra độc thân rất tốt, yêu đương cũng rất tốt. Bạn cảm thấy ở trạng thái nào mình ổn là được. Nếu bạn gặp gỡ một người nào đó khiến bạn không muốn độc thân nữa, thì hãy yêu họ, đừng do dự. Tình yêu cũng là một món quà bạn xứng đáng có được. Nếu không có duyên thì lại độc thân, bạn sẽ ổn thôi. Chỉ khi hiểu rằng cho dù hẹn hò hay độc thân thì bạn vẫn sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp, bạn mới có thể bắt đầu yêu thương ai đó. Tình yêu đôi khi là yêu bản thân nhiều đến mức lan tỏa đến người khác và họ sẽ bị thu hút bởi sự lạc quan này. Dù là ở tuổi đôi mươi thanh xuân tươi đẹp hay tuổi xế chiều thì mong rằng bạn có thể gặp một người khiến bản thân mình thực sự muốn kết hôn mà không cần phải đắn đo. Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Vì mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều có lý do của tác giả Kim Vi. Chương trình được thực hiện bởi nhóm sản xuất Blog Radio, giọng đọc Hà Diễm, thực hiện Vân Anh, thiết kế Hương Giang. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn và lắng nghe Blog Radio. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnaplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio.
đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.